Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cơ Đường Lạnh Công Sơn. Trong video hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn cách chúng ta lắp đặt cũng như là các cái quy định và về điện trở đất cũng như là cách thức chúng ta lắp đặt đối với cái chống sét lan truyền màng điện một pha các bạn nha. Thì các bạn thấy rằng là trong này nó có trên cái thiết bị của chúng ta nó có ghi cho chúng ta là cái điện áp UC này, là 300V AC, tức là cái điện áp mạng lưới điện một pha chúng ta thì nó rơi vào tầm 240V AC thôi, nhưng mà quá trình nó cường hành điện áp nó dâng lên đến 300V AC thì thiết bị này sẽ tác động các bạn nha. Và trong này các bạn thì nó có ghi cho chúng ta trong catalog này các bạn này, trong catalog ở nhà sản xuất người ta cũng có ghi cho mình là UC này mà lớn hơn 1,1 UN thì nó sẽ làm việc đó các bạn nhé. Rồi trong đây thì nó có ghi là dùng cho mạng là 50-60 Hz. Thì đương nhiên là trước khi các bạn lắp đặt cái chống sét lan truyền này á, thì mình khuyến cáo rằng là cái điện trở tiếp địa của chúng ta thì rơi vào tầm nhỏ hơn 4 ôm các bạn nha, thì chúng ta mới tiến hành chúng ta lắp. Bởi vì nó chỉ có tác dụng đối với trường hợp mà là điện trở đất nó thấp thì cái quá trình nó xả cái điện áp mà ở trên cái mạng lưới của chúng ta nó xuống đất thì nó mới ok được các bạn. Và ở trên này các bạn thấy là ghi là chân PA này thì hai chân này thông nhau các bạn nha, cho nên là chừa hai lỗ này là chúng ta không cần phải cào với nhau, mà các bạn thể đã đấu là bên này hoặc đấu bên kia cũng được, chẳng qua là nó thiết kế để chúng ta có thể là chúng ta sử dụng nó dễ dàng trong quá trình ta đấu, ví dụ nhiều dây chẳng hạn thì chúng ta đấu được. Còn trên này thì chúng ta thấy là ký hiệu chân L và chân N, thì L là chân chúng ta sẽ đấu vào pha và N chúng ta sẽ đấu vào chân N, chân đấu vào chân trung tính các bạn nha. Như vậy này sẽ cắt lọc sét ở đường truyền cả pha và trung tính các bạn nha. Thì trong này thì chúng ta thấy rằng là nó có ghi cho chúng ta là cái tiêu chuẩn cái dây điện á, thì nó ghi cho các bạn thấy là đối với cái dây mà PA á, thì là người ta bắt buộc chúng ta phải là 6 mm trở lên. Và cái dây mà dùng cho LN này thì là phải là 2,5 trở lên các bạn nha. Đó là cái quy định của nhà sản xuất. Về lắp đặt á, thì đây các bạn này, thì chúng ta thấy rằng là đây là vị trí cái dây mà chúng ta sẽ nối về trực tiếp về đất các bạn. Đây là vị trí đất, đất lên dây các bạn nha. Đây là dây đất đây. Chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây có đầu vào thì L và N, thì chúng ta sẽ cắp nó vào dưới CV các bạn nha, dưới CV và cầu chì các bạn nha. Chúng ta không được đấu nó, tại vì sao? Khi phần này nó chập nữa các bạn, cái phần tử này khi mà nó dẫn qua thì nó gây chập các bạn nha. Nó dẫn tử dẫn qua gây gây xả chập đất, tức là khi nó dẫn qua thì nó thông từ đây xuống đất. Chính vì vậy là CV và cầu chì nó sẽ bảo vệ trong trường hợp là nó sẽ cắt, khi chập thì nó cắt cái này. Và đồng thời con này khi mà nó dẫn qua thì nó sẽ đứt, đồng thời nó chuyển cờ sang màu đỏ các bạn nha. Chúng ta lưu ý là khi chúng ta sau một thời gian sử dụng thì các bạn thấy rằng là khi nó bắt đầu nó sẽ hoạt động á, thì cờ nó chuyển sang màu đỏ thì chúng ta sẽ cạy cái phần này và chúng ta đi vứt đi các bạn nha. Thì quá trình chúng ta gỡ phần này đây á, chúng ta gỡ phần này đây thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta dùng tua vít để chúng ta cạy vào đây. Có cạy vào đây và chúng ta cầm cái này tôi vứt đi, chúng ta thay rồi lọ khác. Và chúng ta không cần, khi chúng ta thay thì chúng ta không cần thay cái đế này các bạn, chúng ta chỉ cần thay cái rục này thôi. Thì để mà thiết bị này hoạt động hiệu quả thì các bạn lưu ý là cái đất này chúng ta phải đi dày đảm bảo này. Thứ hai là tiêu chuẩn của điện trở đất là phải dưới 4 ôm, thì nó sẽ đảm bảo cho thiết bị của chúng ta. Trong cái tài liệu của nhà sản xuất thì người ta cũng có hướng dẫn cho mình cách chúng ta đấu các bạn nha. Thì các bạn thấy rằng là cái phần cầu chì này chúng ta sẽ nằm trước cái phần SPD, nó sẽ xuống đất rồi các bạn này. Đây là thiết bị chúng ta, và người ta có quy định cho mình là cái khoảng cách này các bạn này, A cộng B này, là nhỏ hơn 0,5 m, tức là khoảng cách giữa cái dây điện từ cái phần cầu chì về đây này các bạn. Giờ từ đất về đây thì nhỏ 0,5 m là được. Được chưa?
Đây thì trong này thì nhà sản xuất cũng có hướng dẫn ta cách sử dụng cho mạng 3 pha dây trung tính 5 dây, mạng 4 dây, mạng 3 dây thì có hết các bạn nha, hướng dẫn ta cách đó. Đó. Thì khi mà cái trường hợp mà khi chúng ta biết rằng là khi mà quá áp khí quyển á thì nó sẽ đi lọt qua cái máy biến áp của chúng ta và nó làm cho cái điện áp của máy biến áp nó dâng ở phía hạ thế, thì lúc đó nó dâng lên thì nó làm cho cái nó đi lọt vào trong nguồn của chúng ta và nó sẽ đi vào thiết bị điện và gây cháy thiết bị điện. Thì chính vì vậy là câu này nó sẽ khi nó cảm nhận được cái điện áp vượt ngưỡng của nó thì trong này nó cấu tạo là cái điện áp là cái điện trở vi tuyến, thì hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn rồi, thì không có một cái video là mình đã giới thiệu các bạn cách chúng ta các bạn xem bên trong của nó và mình đã cho thấy các bạn thấy cái video của mình chia sẻ cho các bạn thì thấy rằng là cái phần này nó sẽ nổ ra và nó chập như thế nào và mình đã chia sẻ các bạn rồi, thì các bạn có thể lật lại video đó các bạn xem các bạn nhé. Và nó sẽ lan truyền, nó sẽ dẫn phi tuyến, nó sẽ dẫn xuống đất mới qua đường này, và nó khi nó dẫn qua thì nó làm đứt mạch trong này và chuyển qua màu đỏ đó. Thì đó là những cái mà mình chia sẻ cho các bạn. Thì hy vọng rằng là cái video này thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta đấu nối cũng như là hoạt động, nguyên lý hoạt động của nó, để các bạn có thể là khi chúng ta lắp đặt hoặc sửa chữa chúng ta có thể theo video của mình để các bạn lắp cho đúng và đúng kỹ thuật các bạn nha. Thì tránh trường hợp chúng ta là lắp nhưng mà những cái chống xét lan truyền này nó không hoạt động, nó không có bảo vệ được thiết bị chúng ta thì thành ra vô nghĩa. Hy vọng rằng cái video này sẽ bổ ích cho một số bạn đang cần, thì các bạn nhớ like và chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Cơ Điện Lạnh Công Sơn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt.